Thưa quý vị, năm 2024, tổng vốn đầu tư công vốn tỉnh của Bà Rịa Vũng Tàu là hơn 19.700 tỷ đồng. Thế nhưng tỷ lệ giải ngân 6 tháng đầu năm chỉ đạt gần 30%. Điều này khiến nhiệm vụ giải ngân đầu tư công 6 tháng cuối năm vô cùng áp lực. Một trong những nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân đầu tư công chậm được nhận diện chính là công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đây là nội dung tiêu điểm chương trình 60 cộng trưa nay của chúng tôi. 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn tỉnh chỉ đạt 29,94% so với kế hoạch năm, thấp hơn cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân vẫn là do điểm nghẽn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, các dự án vẫn chưa giải quyết được. Cụ thể, trong 371 dự án vốn tỉnh, còn 62 dự án chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, trong đó có 41 dự án chậm tiến độ. Thành phố Vũng Tàu là địa phương có nhiều nhất số dự án vướng giải phóng mặt bằng với 13 dự án. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến tỷ lệ giải ngân của thành phố Vũng Tàu trong 6 tháng đầu năm chỉ đạt 30% kế hoạch vốn tỉnh, dù ngay từ đầu năm, thành phố Vũng Tàu đã nỗ lực tập trung cho nhiệm vụ này. Thì vốn ngân sách tỉnh thì năm nay nó có một số cái khó khăn. Thứ nhất là nhiều cái dự án mà đã trong quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng thì phát sinh những cái chi phí khiến cho thành phố phải tập trung điều chỉnh tổng mức. Cái khó khăn thứ hai chính là cái việc mà cũng còn một số cái điểm nghẽn liên quan đến bồi thường giải phóng mặt bằng. Luật đất đai sắp sửa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 thì rõ ràng đây nó sẽ là một cái khúc mà nó sẽ bị khựng lại trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Đòi hỏi là Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như thành phố phải kịp thời đưa ra các cái văn bản hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật để cho không bị cái điểm nghẽn của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nó làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Để gỡ điểm nghẽn giải phóng mặt bằng, Sở Kế hoạch Đầu tư đã triển khai giải pháp cho từng nhóm dự án, ra soát các dự án tái định cư nhà ở xã hội để đảm bảo nhu cầu tái định cư nhà ở, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án. Sở cũng phối hợp với các sở ngành và địa phương có liên quan, tập trung ra soát lại giá bồi thường của các dự án đã phê duyệt để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh điều chỉnh lại giá bồi thường. Với các dự án vướng mắc về pháp lý đất đai, ngành chức năng và địa phương cũng chủ động phối hợp xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền trước thời điểm luật đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2024 nhằm hạn chế các phát sinh. Luật đất đai mới 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 sẽ có nhiều cái quy định khác liên quan đến vấn đề bồi thường và giá bồi thường và giá đất cụ thể và chính sách cũng như điều khoản về chuyển tiếp. Do vậy thì cũng đề nghị Sở Tài nguyên Môi trường các đồng chí quan tâm, các đồng chí nghiên cứu các cái vấn đề có liên quan đến quy định chuyển tiếp và các cái quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng trong cái việc khi luật đất đai mới có hiệu lực từ 1 tháng 8. Tại kỳ họp 22 Hội đồng Nhân dân khóa 7 nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhận định giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ thấp, phần lớn là do nguyên nhân chủ quan. Do đó, trong những tháng còn lại của năm, các cá nhân đơn vị có liên quan phải tăng cường hơn nữa vai trò trách nhiệm thực hiện. Việc giải ngân đầu tư công và hiện nay chúng ta không phải việc mới. Còn cá nhân tổ chức nào làm chậm, chúng tôi 6 tháng đầu năm nhắc nhở, vướng gì thì tháo gỡ, nhưng chịu trách nhiệm đến cuối năm không hoàn toàn thì trách nhiệm cá nhân phải chịu trách nhiệm, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm. Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch đầu tư công 2024, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cả hệ thống chính trị, bám sát kế hoạch, mục tiêu giải ngân chi tiết từng dự án theo từng tháng, từng quý, đảm bảo tiến độ, khối lượng đã cam kết, kịp thời ban hành các văn bản về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của luật đất đai năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ông Phạm Viết Thanh cũng yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của các dự án, nhất là thời điểm chuyển tiếp về các chính sách bồi thường giá đất theo quy định của luật đất đai năm 2024 để thực hiện công tác xác định giá đất bồi thường hỗ trợ tái định cư đúng quy định, không để tình trạng khiếu nại kéo dài trong quá trình thực hiện.